để đảm bảo đời sống sinh hoạt của lực lượng dân quân thường trực nơi biên giới, cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Điện lực Đức Huệ tiến hành kéo điện thắp sáng tại chốt dân quân thường trực Bình Quả Hưng. Đây là chốt cuối cùng trong 3 chốt dân quân trên tuyến biên giới của huyện Đức Huệ đã có điện thắp sáng. Sau một ngày vất vả của lực lượng nhân viên điện lực và sự phối hợp hỗ trợ của các chiến sĩ sao chuông, tổ điện lực Đức Huệ đã đóng điện vận hành. Cả chốt dân quân biên giới sáng rực bởi ánh đèn điện. Còn năm 2019, thì tôi đã được điều động lên chốt mới. Thì với điều kiện khó khăn của chốt thì chưa có điện. Thì anh em sinh hoạt cũng rất là khó khăn. Từ đó thì trên huyện hỗ trợ một cái máy phát điện. Thì từ đó thì anh em là sử dụng để sinh hoạt, tắm rửa và tưới tăng gia sản xuất. Trước đây khi chưa có điện, hầu hết các hoạt động tăng gia sản xuất sinh hoạt thường ngày của các chiến sĩ dân quân phụ thuộc vào máy phát điện nên còn nhiều khó khăn. Thế nhưng các anh vẫn quyết tâm vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được sự quan tâm của cấp trên thì tạo điều kiện hôm nay chốt của Bình Hưng được có điện, thì tụi tôi rất là phấn khởi và vui mừng. Thì trước tiên cũng xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm đến chốt. Hiện Điện lực Đức Huệ đang thực hiện công trình kéo lưới điện thắp sáng tuyến biên giới huyện Đức Huệ. Công trình gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đảm bảo giáp lưới điện, phục vụ 100% dọc tuyến đường tuần tra, tổng mức đầu tư 14,36 tỷ đồng. Đến nay đã thi công dựng trụ hoàn tất 100% và đã kéo dây đóng điện vận hành 3,7 km đường dây trung thế, 1,6 km đường dây hạ thế và một trạm biến áp. Giai đoạn 2 tổng khối lượng nâng cấp một pha lên 3 pha đường dây trung thế, 4,52 km xây dựng mới 0,45 km đường dây hạ thế, tổng vốn là 3,1 tỷ đồng. Những ngày cuối năm, chốt dân quân thường trực biên giới đã có điện thắp sáng phục vụ tốt hơn cho các hoạt động tăng gia sản xuất, đáp ứng đời sống văn hóa tinh thần của các chiến sĩ trong những ngày Tết.